Xin chào bà con, thì lâu nay mình cũng không có quay clip nhiều cho bà con xem. Thì hôm nay mình quay clip này thì mình nói bà con về cái vấn đề mà bơ bút trái bằng trứng gà. Và giai đoạn này thì cũng vào ngày 22 tháng 5 2019 á, thì hầu như là tất cả các vườn bơ bút của chúng ta, kể cả là sầu riêng và cây ăn quả khác á, đều bước vào mùa mưa. Thì bắt đầu vào mùa mưa thế này á, thì cái giai đoạn mà hầu như tất cả các bà con chúng ta lâu nay vẫn là lo ngại mà chờ đợi á, là cái giai đoạn phát đọt non và phun chống rụng trái non ở giai đoạn này. Thì hầu như ở tất cả giai đoạn á, năm 2016, 17, 18, 19 á, thì bà con đều rụng ở cái giai đoạn này, cái giai đoạn mà trái trứng gà phát đọt. Thì ở trên clip này á, mình cũng quay cho bà con xem về cái giai đoạn trái bằng trứng gà và bắt đầu nhú, cái hiện tượng bắt đầu nhú đọt. Thì ở những giai đoạn này á, hầu như tất cả bà con chúng ta bị rụng trái rất là nhiều. Như mình quay bà con xem trên cây bơ này á, sản lượng trái rất là nhiều nhưng tỷ lệ đọt bây giờ bắt đầu có hiện tượng là nhú đọt rất là nhiều. Thì tại sao bà con luôn luôn thắc mắc và hỏi mình đó là trong giai đoạn gần đây nhất mình không có quay những cái clip mà nhắc nhở bà con phun chặn đọt? Vì tùy vào giai đoạn, tùy vào thời tiết và tùy vào những cái khu vực khác nhau á, mình sẽ nhắc nhở bà con phun chặn đọt vào giai đoạn này cho hiệu quả. Thì trên cây bơ này á, mình quay rất là chi tiết bà con xem á, sản lượng trái rất là nhiều và cả cái vườn bơ này rất là dài. Mình quay toàn bộ hết vườn bơ này về cái tỷ lệ đậu trái và mình sẽ hướng dẫn cho bà con bắt đầu giai đoạn này chúng ta nên phun hãm ngọn chặn đọt và phun chống rụng cho cây bơ bút chúng ta. Thì ở đây có rất nhiều nguyên lý. Cái thứ nhất là mình nói về cái việc phát đọt, thì trong giai đoạn này phát đọt sẽ dẫn đến tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng giữa đọt và trái. Nếu chúng ta không phun chặn đọt hãm ngọn thì dinh dưỡng sẽ tập trung nuôi vào lá hết, thì sẽ không nuôi vào trái, thì dẫn đến tình trạng là cạnh tranh dinh dưỡng sẽ làm cho cái trái chúng ta nó sẽ bị rụng hết. Thì thay vào đó, những cái việc mà quan trọng ở giai đoạn trái bằng trứng gà như thế này mình nhắc nhở bà con á, cái thứ nhất là phun chặn đọt hãm ngọn. Cái thứ nhất bà con phun ở đây á, là sẽ cho tỷ lệ đọt nó sẽ già từ từ đi. Tất nhiên cái việc mà chặn đọt này nó sẽ dẫn đến tình trạng là đọt chúng ta sẽ chậm lại và đi từ từ, sẽ già từ 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 từ, chứ không phải là con phun ở đây là đứng đọt không phát đọt nữa. Đây mình nhắc nhở bà con để một số bà con ta thắc mắc ở giai đoạn này là phun chặn đọt là cây không ra đọt nữa hay là phun chặn đọt là để đọt già. Thì có nhiều người vẫn nói là phun MKB, nhưng cái đó mình khuyên bà con là không nên, mà bà con phun chặn đọt lại, đứng đọt già đọt lại để làm cho tình trạng là dinh dưỡng tập trung nuôi vào trái. Khi mà trái bơ bút chúng ta nó qua được giai đoạn trứng gà này á, thì tỷ lệ rụng rất là thấp. Cái đó là theo quan niệm và kinh nghiệm mình chia sẻ bà con ở nhiều năm nay. Vì sản lượng năm nay 2019 á, hầu như bơ chúng ta mất mùa rất là nhiều, nên ở giai đoạn này là giai đoạn mà bà con nên giữ trái để cho chúng ta khắc phục lại những cái cây bơ chúng ta không có trái. Cái đó là con phun chặn đọt. Đối với cái việc phun chặn đọt xong á, thì bà con nên phun gì? Sau khi bà con phun chặn đọt xong á, bà con phun dưỡng trái và chống rụng trái. Đó là hai cái vấn đề mà nhất thiết bà con phải làm. Cái việc thứ ba nữa là cái việc mà phun thuốc sâu, thuốc côn trùng chích thúc. Thì bà con phun cái việc mà thuốc sâu, thuốc côn trùng chích thúc ở đây để làm gì? Thứ nhất là để không bị chích trái bơ chúng ta. Thì giai đoạn này giai đoạn rất quan trọng. Thì nếu vượt qua cái giai đoạn mà trái bằng trứng gà này, chồng bằng trái cam á, thì lúc đó lớp vỏ của cái bơ bút chúng ta hầu như nó còn dày rồi. Lúc này tỷ lệ bò xích nó chích á, thì cũng rất là ít, vì lớp vỏ cứng rồi nên nhận đến tình trạng chích thì sẽ rất là khó. Cái đó là cái việc mà phun thuốc côn trùng chích thúc. Và cái thứ tư nữa là cái việc bón phân. Ở giai đoạn này một số bà con cũng thắc mắc và cũng có điện thoại hỏi mình đó là trong giai đoạn này có nên bón phân không. Thì thứ nhất mình nói ở quan điểm của mình nha, có một số vườn nếu mà cây chúng ta suy quá, trái nhiều quá không ra nổ đọt, buộc bà con phải bón NPK, hạt bón vi lượng và bón vi sinh, có thể là bón phân chuồng để bù lại dinh dưỡng cho cây nó tập trung, nó khỏe cây và nó nuôi trái. Đó là đối với những cây suy nha. Còn đối với vườn chúng ta đang khỏe mạnh và cây chuẩn bị phát đọt á, thì bà con hạn chế bón NPK. Thì bà con chỉ bón mình vi lượng là sắt, kẽm, magie, bo, canxi, mangan á, vi lượng. Cái thứ hai là con bón vi sinh cho mình, hạt bón phân chuồng cho mình. Đó là cái vấn đề phân bón. Còn đối với trường hợp những vườn chúng ta tỷ lệ đọt đi rất ít á, hạt không có đọt á, thì bà con có thể bón NPK như mình. Nhưng nên bón hàm lượng NPK như thế nào thì mình khuyên bà con nên bón hàm lượng NPK thứ nhất là đạm và kali thấp cho mình thôi, hoặc là bà con bón lăng cao. Thì đó là tùy vào ở mỗi khu vực và mỗi địa phương chúng ta, và mỗi chỗ cái vùng chúng ta có những cái dòng phân thích hợp bà con bón cho mình.
Thì cái đó là mình nhắc nhở về cái vấn đề mà phân bón, là ba vấn đề chính cho bà con á. Thì bây giờ cũng vào cái mùa mưa rồi nên là cái tình trạng mà giữ ẩm cho bà con á, thì giai đoạn này bà con không cần giữ ẩm nữa vì đã vô mùa mưa rồi, nên tỷ lệ mà sốc nước như thế nào á thì cũng đã giảm được so với cái lúc mà giai đoạn trái bằng bi. Thì đây là toàn bộ những cái cây bơ mình quay bà con xem á. Có những cây thì đang phát đọt, có những cây là bắt đầu nhú đọt. Thì cái này mình cũng đã nói bà con á, tới giai đoạn nào, tới thời điểm nào thì mình nhắc nhở bà con những giai đoạn đó, bà con nên làm những cái gì và vấn đề nào thì mình cũng nhắc nhở bà con. Thì đây là những cây bơ thứ hai, cây bơ mình cũng qua bà con á, trái rất là nhiều mà ngọn bắt đầu hiện tượng đang nhú. Thì qua đó nên bà con chúng ta chuẩn bị công tác mà phun chặn đọt hãm ngọn để tránh tình trạng bơ chúng ta nó rụng. Thì có nhiều trường hợp nếu như cây bơ chúng ta trái nhiều và trái rất là sai á, thì bà con có thể phun hoặc là tỉa trái bớt cho mình đi để cho cây chúng ta nó khỏe. Vì ở vấn đề mà trái nhiều, một số bà con ta hầu như năm nào cũng vấp phải. Để trái nhiều, sau khi trái nhiều bắt đầu bà con ăn được năm sau cây bơ chúng ta suy rồi, chết cây, kiệt sức cây, thì năm sau nữa sẽ không ra. Thì thay việc đó bà con nên thứ nhất là tỉa bớt trái cho mình để cho cây chúng ta nó khỏe mạnh. Thì cây bơ thứ hai mình quay con xem đọt cũng đang bắt đầu nhú rất nhiều, thì mình cũng hướng dẫn cho bà con nông dân chúng ta tiến hành phun hãm đọt chống rụng và dưỡng cây. Đó là những cái vấn đề mà thiết yếu nhất cho mình nhắc nhở bà con. Thì lúc đầu mình cũng nói cho bà con rồi đó, những cái việc nào người ta phun chặn đọt, những nào phun chống rụng, phun dưỡng cây, bón phân như thế nào hợp lý. Thì về phân bón mình cũng nhắc nhở bà con đó, hàm lượng và tùy theo tán cây, có nghĩa cây nhỏ thì bà con bón nửa ký, còn cây lớn bón 1 ký, tùy vào tán cây. Nếu mà tán cây á 5 năm thì con bón khác, 6 năm bón tỷ lệ khác, 10 năm con tỷ lệ khác. Đó là cây bơ thứ hai. Thì tiếp tục á, mình cũng sẽ đi quay hết đám cho con xem về toàn bộ những cây bơ thế này. Thì thời tiết nói chung là cũng mới mưa được một hai hôm, thì mình cũng đi qua cho con xem rất là chi tiết về những cây bơ như thế này. Đều bắt đầu nhú đọt non hết rồi, trái cũng rất là sai. Thì một lần nữa bà con cứ theo dõi hết cái clip này, mình quay cũng rất là chi tiết cho con xem toàn bộ cái bơ này, trái rất là nhiều và sum xê. Thì khi mà trái lớn thế này thì vài bữa mình sẽ làm thêm clip là hướng dẫn bà con là tỉa cành. Thì giai đoạn trái nhỏ này mình cũng chưa hướng dẫn bà con tỉa cành, là mục đích là thứ nhất là chưa thấy trái. Một số con làm mà không thấy trái, vô tình làm đứt hết trái thì quá tiếc, trái đã ít rồi con làm cành tỉa mất hết trái nữa. Nên khi đó mình đợi trái lớn lớn một xíu nữa, mình sẽ làm clip hướng dẫn cho bà con là tỉa cành cho cây bơ. Nói chung mà thời tiết nó cũng nắng khắc nghiệt nên nắng quá, oi quá nên mình cũng quay hơi nhanh xíu, nhưng mà con chịu khó xem cho mình nha. Nói chung trái rất là nhiều, mình quay cũng rất là chi tiết cho bạn xem, đi từng cây từng cây. Bà con xem trái rất là nhiều, nói chung cũng gió và nắng quá, mình quay bà con rất là chi tiết. Thì một lần nữa bà con cứ chịu khó đăng ký kênh và theo dõi tất cả video mình quay. Vì cái thời gian cây bơ nó phát triển từ giai đoạn ra hoa đến đậu trái và thu hoạch trái là gần tới 8 tháng. Nên cái số clip mình quay gần đây là theo giai đoạn đó, nói chung là cũng bị chậm. Vì cái đây là mình theo tiến độ của cây trồng, cây trồng phát triển cái giai đoạn nào thì mình hướng dẫn cái giai đoạn đó. Nên mình theo dõi sát thực và từng vùng cho bà con xem để mình nhắc nhở bà con những cái vấn đề và những cái lưu ý để bà con biết. Vì ví dụ như ở hiện tại ngày 22 tháng 5 2019 thì trái bằng trứng gà, thì sau đó một tháng nữa thì phát triển lớn trứng gà, thì mình cân đối và nhắc nhở bà con phun những dòng thuốc và dưỡng trái như thế nào thì mình sẽ quay tiếp và hướng dẫn tiếp cho bà con. Để tránh tình trạng con chúng ta thắc mắc là dạo này mình hướng dẫn, thì cái đó là mình chờ theo giai đoạn mình hướng dẫn bà con. Vì cái quả bơ bút chúng ta phát triển rất là chậm và rất là lâu, neo trái rất là lâu so với tất cả các dòng bơ khác. Kể cả tất cả dòng bơ thì riêng dòng bơ bút là dòng bơ neo quả rất là lâu và thời gian chín bảo quản rất là lâu và lâu nhất trong tất cả dòng bơ. Cái đó theo như quan điểm cá nhân của mình chia sẻ với bà con. Thì vườn bơ này hầu như là trái rất là xanh đẹp, không có bộ xích chích. Mình quay nãy cho bà con xem á, thì bà con chịu khó quay xem hết clip nha. Vì clip mình quay rất là dài để con xem được những cái tỷ lệ mà vườn bơ của bà con nông dân chúng ta chăm sóc trong giai đoạn mà 2019 này. Thì một lần nữa bà con vui lòng đăng ký kênh và theo dõi hết video. Xin cảm ơn bà con ạ.
We'll be right back.